Kính chào các bác. Bây giờ là gần 10 giờ đêm. Em mới chuyển lên cái căn nhà nhỏ nhỏ thì cây cối để ngoài sân này và sẽ để trên sân thượng kia. Đây, một số cây thì vừa vào tối thì cũng không quay ngày trước để tản mát, bây giờ để tập trung tại chỗ này. Thì nó tối cũng không tiện quay. Vẫn là mấy cây cũ mà các bác đã biết thôi. Phía xa kia là keng ngàn, cái tháp keng ngàn rồi. Đấy. Thế sơ bộ hôm nay mới nhập trạch mà các bác. Uống rượu với lại nói chung rất mệt mỏi mấy ngày hôm nay dọn dẹp đồ đạc lung tung ạ. Thì đã hứa là không nhập thêm cây nào nữa vì nhà độ này rất là bận, rất là cần tiền để lo việc. Nhưng mà ra thì gặp cái cây xanh quê này của một người bạn mà cũng có thể nói là ái mộ mình ở trên YouTube, và anh em hay trao đổi về kinh nghiệm bonsai thì ra thì lại gặp bác ấy bán cây ở chợ và nói chung là cũng có duyên mà mua cây này. Đấy, và thấy nó rất là bông tán, nó khá là ổn, chân bệ tốt. Nói chung là một cây mini khá hay, xanh quê. Các bác nhìn cái bệ của nó nhé, rất tự nhiên nhé. Sau cái này to to chút thì khấu đây. Đấy, rất tự nhiên. Rất tự nhiên. Đấy. Thế thì một cái cây rất thiên nhiên và nó cao chắc từ tầm 23 đến 25 phân thôi, từ mặt chậu lên. Cái chậu này thì rẻ tiền nhưng nó cũng hợp với nó. Nó rêu phong rồi. Cái cành này chắc sau bỏ đi này, đang bị thạch. Một cây phong cách thiên nhiên. Đấy, thì về bây giờ phải làm răm ngay để các bác ấy cứ tỉa tỉa và nó không được chuyên nghiệp cho lắm ấy. Nhìn nó lồm nhồm mà có chỗ chết, chỗ thì nó không được mịn. Mình phải làm ngay. Thì khuya thì cũng phải làm vì muốn thực tế là muốn khai kéo ở bên cái nhà mới này một chút. Chứ còn cây thì làm cũng nặng được, nhưng mà khuya rồi thì cũng trải lòng với các bác một chút, là một sự cố gắng rất là lớn. Bây giờ em sẽ làm cái này các bác nhé. Nếu như có hơi tối các bác thông cảm nhé, đồ đạc các bác lung tung tìm khắp hơi chuyển này. Còn ghế thì chưa có, ghế còn chưa chuyển sang mua sổ đi các bạn. Ôi là cũng xài quá, mua sổ lá xem quê lá đẹp các bạn, lá rất đẹp, quê lá rất đẹp đó. Chơi trên phố rất là khó, trừ các bác đại gia không nói, nhưng mà anh em mà có một căn nhà nhỏ nhỏ chơi chỉ được vơi cây thôi, chứ chơi nhiều không chơi được, mà chơi cây mini thôi. Hôm trước chuyển được cái đống này lên đây là vấn đề lớn đấy các bác, mặc dù có mấy chục cây thôi. Trên này gió mát quá, gió hướng gió đông bắc, ban công hướng gió đông bắc đó.
rất nắng hoa đảo nhưng không mưa, cây cối rất tốt. Cây này thì nó gọi là cây thiên nhiên dáng quốc tế đấy các bác, chứ còn gọi là cây dáng làng được. Thì dáng làng thì cũng là một phần thiên nhiên thôi. Thì các bác gọi là được. Video này chỉ dừng tạm dừng ở chia sẻ, quay và thu răm cây này các bác cho chuẩn, chứ còn sau này em sẽ chỉnh sửa một chút cái vệ của nó nữa, dành cái video khác các bác nhé. Tạm ổn rồi này, tạm ổn rồi, giờ cắt thôi, thu răm thôi. Tôi vẫn dùng kéo to các bác, không cả nhé.
Thank you.
dưới cho ông đi mẹ bán đã. Mẹ bán đã rồi lên. Xuống. Lên đây ngã đấy. Bố ơi. Dạ. Lên đây ngã đấy, đi cẩn thận nhá, cầu thang ngã này. Hết sức cẩn thận nhá. Bố ở trên này. Vâng, bố làm cây này. Đi hết sức cẩn thận nha. Đấy. Vâng, con vào trong này con chơi. Trong này á. Trong này hơi nóng các bạn. Chưa lắp điều hòa, hơi nóng. Nóng không? Không nóng. Má này. Tại con chưa nghịch nên chưa nóng. Không vừa chưa nhỉ? Sao? Không vừa chưa nhỉ? Vâng, trên này thờ các cụ. Đấy, các bác nhìn phê. Mini nó như vậy, dốc ngược đầu. Chẳng sẵn. Mình ngồi ở đây không bố? Mình chậu rồi mà. Mình ngồi ở đây không bố? Vâng. Đụng đồ đây không bố? Đúng rồi. Hôm nay con lên đây à? Con mát không? Gió mà khỏe thì ba ơi, đầy chú yêu. Sinh nhật ai đấy? Sinh nhật cho anh. Anh sinh nhật mấy lần này? Bông mới lên lần này à? Vâng, làm cây đấy, đồ làm cây. Đồ tay cây. Đúng rồi. Bố mái hết cây ra đây à? Vâng, bố để hết cây đấy rồi. Cây nó mát cây à? Vâng, em chuyển sang đây ở rồi mà. Thích không? My có thích không? Hay là thích ở với Hà My bên kia? Đấy. Rất dáng dấp các bác ạ. Ông ơi. Rất dáng dấp. Ông. Con ở đây này. Ông đi đâu nè? Cẩn thận ngã nha. Cẩn thận ngã thôi nha. Con ở cái tàu xuống này này. Con ở cầu thang này. Ngã ngã đấy con. Con có đu đấy thôi nhé. Nguy hiểm lắm. Con ở cầu thang này. Cái này cắt xương xương đấy các bạn không? Được rồi. Bẩn bẩn đây nhờ. Mình cứ quen dùng cái đồ bình dân này đâu mà. Trời ơi. Thật đá vào ấy của bố nha. Cái bố có đẹp không? Đó. Con thích không? Đó. Cắt cắt cắt. Ai ra đó? Sọ sọ.
Tôi là Bi. Ô, ngã đấy con, không trèo đấy. Rất cao, nguy hiểm này. Đi xem này. Hoặc là đi vào trong, không đá vào đi camera của. Tuyên bố luôn các bác là cây này chỉ cần nửa tháng sau là nó sẽ khoác hoàn toàn, mịn tít luôn các bác, vì là được chăm chút cái nó khác ngay, cái bộ răng của nó chuẩn là ok ngay cái cây này đấy, là ok ngay. Bộ bệ của nó bệt cốt chậu lâu rồi đấy, như vừa bác vừa thấy tôi vừa giúp dốc cái dốc ngược lên ấy để cho rơi vào những cái bẩn ấy. Thì đấy, cốt nó vẫn cứ ôm vào chậu thế thôi, không có vấn đề gì cả, không vấn đề gì cả. Để tôi xem có cành nào mà phải cắt đi không. Cẩn thận con nha, đi hết sức chậm nha. Ok, tạm ổn rồi. Tạm ổn rồi. Đây các bác nhìn nhé, nhìn lại gần một chút. Đây, cây đây. Bệ mặt này rất ok đúng không các bác? Nhìn này, rất tự nhiên, rất bệt. Mặt này cũng rất hay, nhưng mà sẽ chỉnh sửa cái này một chút. Có thể sẽ khấu đi cả phần này, nhưng mà đang phải tính toán. Nó còn những cái này rất là đẹp, cũng không nhất thiết phải bỏ đi. Đấy. Để biết rồi là sau vắt cái này sang bên này, cứ nuôi to thì vắt cái này, sẽ nuôi to bằng ngón tay thì cắt cái này, bằng cái này thì cắt nó sẽ phun ra ngay. Đó. Đấy.
Cảm ơn các bác nhé. Chúc các bác ngày càng nhiều cây đẹp.